Chào mừng tất cả quý vị quay trở lại với Một Nửa Hoàng Mỹ. Và vừa rồi chúng ta đã thấy họ gặp nhau, tìm hiểu nhau. Và có vẻ là Nhi đã có rất nhiều ấn tượng với lại bạn Đăng. Nhưng chưa đâu ạ. Đây mới là phần hấp dẫn của chương trình. Thử thách của chúng tôi có tên gọi là Nửa Nào Hoàng Mỹ. Và biết thể lệ như thế nào, chúng ta hãy cùng nhau gặp chị Việt Hương. Việt Hương sẽ chỉ các bạn một cái món cà tím cuộn thịt, rồi mình chiên xù. Thì mình phải có một cái tô nước, mình bỏ muối. Cà tím chúng ta sẽ bào thật là mỏng. Vinh ơi, em qua đây em phụ chị. Ngâm vô cái nước này là nước muối thì nó sẽ không đen cà tím ha các bạn. Rồi chúng ta sẽ làm bằng một tay của mình và một tay của anh chàng. Anh ơi, gia đình anh có mấy người? Gia đình có ba chị em. Em ạ, còn em thì sao nè? Gia đình em đẻ 12 người. Trời đất ơi, ở chung với nhau luôn hả? Dạ, ở như bầy đàn, vui lắm anh. Các bạn nhớ là không được rời nhau ra. Các bạn nam chú ý nè, đây là lúc mà mình tìm hiểu phụ anh thôi. Ơi, anh chở đi anh. Ừ, nấu ăn cũng chánh anh. Cũng chứ chánh. Khác là gia đình em 12 người đang chờ anh. Thành phẩm của chúng tôi đã có rồi, các bạn sẽ làm y như vậy. Bây giờ em có thể nói cho mọi người biết là em quyết định như thế nào không? Em quyết định là bạn áo đen. Hạnh ơi, kèo em bắt đầu ngon rồi nha Hạnh. Rồi có xin phép gì người ta không? Như nhào vô ôm sướng sổ mình vậy. Em trai. Xin lỗi, em hơi thô lỗ. Thôi mà kệ. Đây là công đoạn khó nhất mà sao Nhi lại chọn mình. Sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng tin tưởng của Nhi. Sao dễ sợ, cắt có một miếng cà tím mà không có phụ lòng mong mỏi của Nhi nữa. Ủa, nếu mà công việc như vậy mình tiếp xúc nhiều người á, thì tại sao không tìm được cho mình một người phù hợp? Khách hàng là khách hàng, còn tìm hiểu là một chuyện khác. Tay hững hờ quá, ôm ta nhiệt tình cho ta cắt đường vô tay mình nè. Đó. Đúng rồi. Bên đây người ta thắc mắc rồi nè, ta nói đứng gọt hoài đến sáng mai vậy, người ta sốt ruột. Em vẫn thấy ổn mà nè. Nhưng mà phải cho người ta cơ hội chứ, tính ôm này tới cuối luôn hay sao vậy? Em thấy em có cơ hội hơn rồi đó. Đó. Lục hành trước đi. À, đúng rồi. Dính lại, dính lại. Dính. Làm gì cũng phải có nhau, trời ơi. Đâu, biểu hiện á anh. Biểu hiện là không ở cạnh nhau được. Thì em đổi người. Chọn ai đây Nhi? Bạn Cường. Chào Nhi. Chào Cường. Đầu tiên thì Cường xin phép được mạng phép, được ôm Nhi hả? Thấy người ta lịch sự không? Ai sổ sàng như con cha Hạnh nhào vô hút hụi liền. Giờ mình bỏ vào đây đúng không? Bỏ vô. Ê, ở nhà Nhi có chồng Thanh Long không? Nhà Nhi không chồng, nhà Nhi chỉ kinh doanh thôi. Nói nghe nè, hỏi Thanh Long chi? Mà hỏi về rồi, mình dự định đẻ mấy đứa. Hỏi cây Thanh Long chồng sao chi? Trời ơi, bỏ miếng tiêu vô cho đậm đà chương trình coi. Rồi hỏi tiếp. Thì em thích con trai hay con gái? Em cảm thấy con nào cũng là con anh. Vậy thế mình làm một cặp cả trai cả gái cho đều hả? Cái đó là chuyện tương lai. Ôm ta đi, trời ơi. Với lại con trai mình là ôm bên ngoài với em, ai ôm vậy mà người ta mỏi, thấy không? Anh Vinh có kinh nghiệm. Mặt anh già lắm rồi mà em. Anh không có kinh nghiệm là chết luôn á. Né đi, phải chỗ mình thôi, chỗ ta đập trứng mà, đứng. Em tự trứng nó của em. Bạn văng vô miệng. Ôi, sở thích của em thích cái gì? Em thích phượt á. Thế em đã đi những đâu? Em đi chủ yếu là miền Tây. Ủa thế em về quê là thường đi xe máy hay là đi ô tô? Dạ, em đi tàu lửa. Rồi có đổi người qua phần cuốn không? Em muốn đổi người. Con vô nè. Anh xin phép Vịnh nha. Okay. Chào mừng quý vị đến với chương trình nấu ăn với chúng tôi. Và sau đây là món gì quên rồi, cà tím cuộn thịt. Con. Dạ. Tập trung vô mẹ con một chút đi con. Bây giờ trong lúc cột thì anh muốn nghe Nhi nói tiếp cái hồi nãy mà Nhi nói gian dở. Là cái nguyên nhân tại sao mà anh bị như vậy đó Nhi. Anh bị như vậy là anh bị sao anh? Gọi là bị bỏ ra đó. Trời, sao chị nói thẳng thừng quá vậy? Em thấy chị Hương nói đúng chuẩn. Đăng ơi, em có thấy cái tay của Nhi nó hững hờ với mình không Đăng? Nè, em cũng thấy rồi. Thay đổi đi á, chiến thuật sao chứ còn. Ta nói... Anh nhìn này thấy cái tay đang rớt từ từ đó anh nhìn. Để anh nâng lên giùm cho, em động viên người ta chút ý em. Mà tại sao mà anh bị bỏ vậy? Anh nhìn đi, mà đủ rồi. Tại cái miếng này cái người cắt bị bể chứ bộ. Do hay đổ thừa đó em. Làm gì thì nhận đi nha. Khổ quá mà. Nhà anh có mấy người? Nhà anh có hai đứa em gái sinh đôi. Ừ. Hững hờ quá, bể bánh hết. Tan nát. Hạnh nó nói tan nát cuộc đời nó rồi kìa. Buồn hả Hạnh? Dạ. Tới tay em đâu có tan nát gì hả anh? Em nghĩ ra công đoạn này là phải để em. Đúng rồi, ha. Thế là nhung nhau. Mình có ít thời gian bên nhau quá Nhi ơi. Cái này là trải qua khó khăn mới hiểu lòng nhau. Đó. Em nhớ còn hy vọng chị ơi. Bây giờ là Nhi hiểu rồi đó. Anh hiểu rồi Nhi à. Em nhìn vô đây mà em nói chính rồi là anh hiểu rồi đó. Ở nhà em hay nó ăn lắm phải không?
Yên tâm đi anh, em sẽ nấu những món anh thích nếu như anh có cơ hội. Em có muốn đổi lại ai không? Cái đó ý kiến cũng hay đó anh. Em muốn đổi ai? Em muốn đổi anh Hạnh lại. Lại sáng suốt rồi. Đó, lại sáng suốt rồi. Để vòng tay của Hạnh ôm chặt Nhi. Hạnh có ngại yêu người lớn tuổi không? Cái này Hạnh phải hỏi Nhi mới đúng. Nếu mà Nhi yêu người nhỏ tuổi hơn á, thì nó có thành vấn đề không? Nếu như cái người nhỏ tuổi hơn Nhi cảm thấy là lớn hơn Nhi về tư tưởng á, thì cái đó không thành vấn đề với Nhi. Qua cái cuộc nói chuyện nãy giờ nè, thì Nhi cảm thấy như thế nào vậy Hạnh? Cái đó sẽ là bí mật cho chương trình, cuối chương trình. Trời ơi, ngon quá. Rồi, bây giờ các bạn có thể rời nhau được rồi và cầm thành phẩm của mình lên. Đây là cà tím cuộn thịt, thành phẩm của bốn đứa em. Mời các bạn dùng thử và cảm nhận của các bạn như thế nào nhé. Thấy thơm rồi đó. Trời ơi, cà ai cuộn mà đẹp quá trời đẹp vậy nè, không biết nữa. Có mùi vị của ấm áp. Dễ như chiều nào về cũng có bữa cơm gia đình như vậy. Tao nói vậy luôn rồi đó nha. Cho anh hỏi là từng bạn nha, từ bạn nam, cảm nghĩ của bạn sau khi nói chuyện với nhau, sau khi cùng nhau làm những cái công đoạn nó khá khó khăn, mời cực. Cái bữa cơm gia đình thật ấm áp, thấy bạn cũng dễ gần. Trong lòng em thấy thì sao? Trong lòng em thấy nao nao, xao xuyến, giống như là đã gặp nhau được một khoảng thời gian dài. Tụi em có hy vọng gì không? Thì em hy vọng thì sau chương trình này có thể làm tay lái chở bạn đi phượt. Bởi vì sở thích của em cũng là thích du lịch. Em nghe rồi nha. Hạnh sao Hạnh? Qua cái công việc nãy giờ mà em làm nè, thì em cảm nhận được là Nhi rất là gọi là hy sinh. Là cái lúc cầm cà tím á, thì Nhi cầm cho em cắt. Và Nhi rất là dịu dàng, rất là nhẹ nhàng. Và em cũng hy vọng là có thể có thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Theo em thì cái món này á, là cái cà tím thì nó bị bể quá. Còn thịt thì sắc cũng chưa có nhuyễn lắm. Nhưng mà nhờ hai người hợp nhau, hiểu nhau thì mới cột cho nó dính lại được như vậy. Và em nghĩ cái món này ngon được là nhờ hai cái người cột. Cho nên em không còn gì để nói hơn, đó là hai người hợp với nhau thì phải về với nhau thôi, đúng không Nhi? Cái đó thì chưa hẳn đúng lắm. Bây giờ cảm nhận của Nhi như thế nào? Trong lúc nấu ăn, ai đã đem tới cho Nhi cái cảm giác ấm áp? Có thể vào bếp chung một hai bữa, cũng có thể là suốt đời. Mời các bạn cho chúng tôi xin ít phút. Và bây giờ, thời khắc mà Việt Hương thích nhất trong chương trình đó là câu nói của bạn nữ như thế nào. Nhưng mà trước khi hỏi bạn nữ thì hỏi ba bạn nam trước đi ha. Dạ. Đối với Đăng, bây giờ cảm giác như thế nào? Đầu chương trình thì bạn Nhi có chọn em thì em thấy cũng khá là tự tin. Nhưng mà qua phần nấu ăn thì em thấy tự tin nó bị tuột dần nữa. Giống như tay của bạn Nhi cũng vậy đó, cũng tuột dần vậy. À, không còn thấy chắc nữa ha. Dạ. Còn Hạnh, chị thấy là bám chắc lắm. Bây giờ cảm giác của em rất là hồi hộp, không biết sao anh đó. Tại sao em hồi hộp? Dạ chắc tại em đói bụng á. Có duyên kỳ này em mà một cái là dẫn nhau đi ăn đó, ý người ta vậy đó, hiểu không? Tôi là tôi khoái cái thằng cha caro kia nha. Đối với tôi á, tôi cảm giác Cường rất là an toàn. Cường nói một câu gì cho Hương cảm thấy an toàn? Ý quên. Quên, chị quên, Vinh Thần. Chị lo cho Nhi mà chị chàng quá luôn. Cường nói một câu gì đó cho Nhi cảm giác an toàn coi. Em cũng mong rằng bạn nữ sẽ chọn em để có những chuyến đi thật xa và những bữa cơm gia đình ấm áp. Đó, rồi, thấy cưng không? Thưa quý vị, có thể là Nhi sẽ chọn một trong ba người này. Cũng có thể Nhi sẽ không chọn ai. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem quyết định của bạn Nhi như thế nào. Trước tiên em cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Việt Hương, anh Vinh đã có một những cái trao đổi hướng dẫn tụi em rất là chân thành để tụi em có thể tìm hiểu sâu và xa. Đối với bạn Cường, em cảm thấy bạn là mẫu người của gia đình, chịu thương, chịu khó, đúng với cái tính chất cùng vùng quê của bạn. Em cảm ơn rất là nhiều vì những lời nhận xét chân thành của bạn về em. Đối với bạn Hạnh, cùng đồng trang lứa với em nên là có những cái suy nghĩ nó phù hợp với em. Nhưng mà đồng trang lứa suy nghĩ phù hợp thì em cảm thấy nó hợp với bạn hơn là với vai trò một người yêu. Còn đối với anh Đăng, người con trai của em. Dạ, người con trai bé bỏng. Lúc đầu em rất ấn tượng về anh qua câu chuyện của anh, cũng giống như ngoại hình của anh rất là sáng. Nhưng mà có thể là do em cảm thấy anh chưa có một cái sự chân thành lắm trong chương trình, nên là sự chân thành đó sẽ được tìm hiểu sau chương trình nếu như có cơ hội. Em cảm ơn là ba anh đã dành rất là nhiều tình cảm cho em.
em không chọn ai hết. Em không chọn ai hết. Bạn nữ không chọn ai hết vì không có cảm giác ấm áp, gần gũi. Và tôi mong là bạn vẫn giữ liên lạc. Ngày nào đó bạn sẽ gọi cho chương trình và nói là em đã kiếm lại được một trong ba nhân vật này là bạn trai của em. Xin cảm ơn Nhi, ba bạn Cường, Hạnh, Đăng có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy là cuộc làm mai mối của Việt Hương với Trương Thế Vinh hôm nay không thành công. Tại vì bạn nữ cảm giác là không an toàn. Còn Vinh, em cảm giác hôm nay như thế nào? Không sao các bạn ạ. Chúng tôi mang cho các bạn cơ hội tự các bạn quyết định là người đó có thật sự đúng với cái ý mình hay không. Có thật sự phù hợp với mình hay không. Và các bạn hãy tiếp tục, hãy mạnh dạn lên, hãy đăng ký tham gia. Và nhớ giờ phát sóng của chúng tôi 11 giờ thứ Bảy hàng tuần trên VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn lại tuần sau.